Huấn luyện viên đội tuyển Lào lúng túng thừa nhận sợ hãi khi đấu Việt Nam, đưa ra dự đoán sớm sẽ thua đậm. Trận mở màn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 sẽ là chuyến làm khách trước Lào vào ngày 21 tháng 12 trên sân vận động quốc gia của nước này. Tuy nhiên, dù được đánh giá là sân nhà, nhưng vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Lào cũng đang lo lắng cổ động viên nước nhà sẽ thua thiệt hơn so với cổ động viên của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam đương nhiên sẽ cực kỳ khó khăn khi đây sẽ là một môi trường cũng như là một đội tuyển bóng đá mạnh. Hơn nữa, người Việt đang ở Lào cũng rất đông nên chắc chắn họ sẽ tới cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng đội tuyển Lào sẽ không phải làm khách trên chính sân nhà của mình. Đương nhiên, nếu có sự ủng hộ của cổ động viên, tôi và các học trò sẽ tự tin và có màn trình diễn tốt hơn. Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị 2 tháng cho AFF Cup và có được kết quả sở hữu tích cực. Đội tuyển Lào cũng đang có một đội hình trẻ và tất cả đều đang cố gắng thể hiện tốt. Những lo lắng của vị huấn luyện viên trưởng của Lào là hoàn toàn có cơ sở. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng cho chắc cổ động viên Lào đã vượt trội về số lượng khán giả tới sân. Lượng người Việt sinh sống ở Lào đang rất lớn, chưa kể tới rất nhiều cổ động viên Việt Nam sẵn sàng sang Lào để tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Lào cho AFF Cup năm nay có sự giúp đỡ khá lớn từ đội tuyển Lào. Đoàn quân của vị huấn luyện viên Michel đã có chuyến tập huấn tại Thái Lan. Trong thời gian giành quân ở đây, đội tuyển Lào đã có cơ hội giao hữu với các đội bóng tại Thái League và 2 trận đấu với U23 Thái Lan. Ở trận đấu đầu tiên thì đội tuyển Lào đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số là 1-0. Tuy nhiên đến trận giao hữu cuối cùng, U23 Thái Lan đã để hủy diệt với Lào với tỷ số là 5-0. Hiện tại, đội tuyển Lào vẫn chưa chốt danh sách 23 cái tên cuối cùng tham dự AFF Cup 2022. Theo quy định, đội bóng tham dự chỉ cần gửi danh sách lên Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á trước một ngày. Mới đây, vị huấn luyện viên trưởng của Lào cũng đã triệu tập bổ sung tiền đạo Billy Kết Kèo Phôn Phôn. Anh là một trong số những cầu thủ nổi tiếng nhất của Lào hiện tại, khi mà từng có thời gian chơi bóng tại League One. Ban đầu, chân sút 32 tuổi thì không nằm trong danh sách kế hoạch của vị huấn luyện viên trưởng cho kỳ AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, điểm khuyết về kinh nghiệm và các cầu thủ trẻ thì buộc ông phải thay đổi quyết định. Billy là tác giả của phát lập công duy nhất giúp Lào đánh bại U23 Thái Lan 1-0 trong trận giao hữu hôm ngày 11 tháng 12. Trong đội hình, Lào có các tiền vệ lão tướng khác trên 30 tuổi. Ông Michel cũng là kiến trúc sư của U19 Lào, lên hành trình lọt tới trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022. Với bóng đá Lào, việc có được một đội tuyển lọt tới vòng cuối của sân chơi khu vực đó là một chiến tích quá đỗi tự hào. Thủ đô nước này vốn dĩ bình yên thì cũng trở nên náo nhiệt khi mà người hâm mộ bóng đá quốc gia này đang xuống đường ăn mừng chiến thắng. Vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Lào thì từng kinh qua các môi trường làm việc đầy áp lực ở Nhật Bản, Trung Quốc, Romania, đặc biệt góp công cùng U16, Rwanda giành vé tham dự vòng chung kết U17 Thế giới 2011 và một năm sau khi mà trực tiếp đưa Philippines vào bán kết AFF Cup. Hiểu biết về bóng đá châu Á, với bóng đá khu vực đã giúp ông bắt nhịp rất là nhanh và thích nghi với dấu ấn tại Lào. Chiến lược gia 56 tuổi đã lọt vào mắt xanh của Liên đoàn bóng đá Lào với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Với nhiệm vụ dẫn dắt và tạo nên một hệ thống xuyên suốt ở 3 đội U19, U23 và quốc gia. Còn nhiều SEA Games 31 tại chợ lửa Thiên Trường Nam Định, giới mộ điệu vẫn in sâu hình ảnh nhà cầm quân người Đức đã chỉ đạo đầy máu lửa với những đường bích, truyền cảm nhưng cũng đã để lại nhiều ấn tượng với hy vọng sẽ trỗi dậy thành một thế lực bóng đá mới trong khu vực. Thành công trong công tác đào trẻ đã phần nào có thể làm dịu đi bóng ma bán độ bị phanh phui vào đầu hồi 2022, với 45 cầu thủ Lào đã bị FIFA cấm vĩnh viễn. Đó là một vết nhơ trong lịch sử của nền bóng đá còn non trẻ trong khu vực. Vì thế, không chỉ là nâng tầm về mặt chuyên môn, thay cho vị huấn luyện viên Michel thì còn được có sứ mệnh là lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ và nhiệm vụ trước mắt đó chính là thi đấu tốt ở kỳ AFF Cup 2022. Chuẩn bị cho kỳ giải đấu năm nay thì Lào đã chọn ra Thái Lan là nơi có một nét tương đồng về văn hóa, là một địa điểm để tập huấn. 2 tuần đóng quân tại tỉnh Pathumthani, thay cho vị huấn luyện viên Michel đã cầm hòa 0-0 với câu lạc bộ cực mạnh của Thái Lan là Muangthong United, đánh bại đội hạng 3 là Saraburi United với tỷ số là 4-0, vượt qua U23 Thái Lan sát nút 1-0 trước khi thua đậm đối thủ 0-5 ở trận tái đấu. Nhưng với trung bình độ tuổi từ 22 được xem là thấp nhất giải đấu, Lào đã phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, gấp bội hơn nữa để muốn tìm được tấm vé đi tiếp ở bảng B. Bảng đấu có cả Việt Nam, Malaysia, Singapore và Myanmar. Lào cũng là một đối thủ ưa thích của Việt Nam. Trong các kỳ AFF Cup, hai kỳ AFF Cup gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã thắng dễ đối thủ ở trận ra quân. Giữa lòng thủ đô vào tối ngày 21 tháng 12, hai đội tiếp tục gặp nhau ở trận mở màn mùa giải 2022. Đỗ Hùng Dũng cùng với các đồng đội đã tiếp tục được đánh giá cao để dự đoán về chiến thắng ngay ở đất khách. Nhưng nếu mang tâm thế chủ quan, Việt Nam có thể phải trả giá. Khi tâm lý phải thắng trở thành áp lực của toàn đội, thì bên kia chiến tuyến là khát khao cống hiến và sức trẻ của Lào đủ để tạo nên sự bất ngờ.
Từ khi AF Cup đã bắt đầu tổ chức vào năm 1996, Thái Lan và Việt Nam là hai đội tuyển giành được nhiều thành công nhất, trong đó Thái Lan đã có 6 lần vô địch, còn Việt Nam 2 lần đăng quang. Với trình độ đẳng cấp tại các giải đấu trong khu vực, Thái Lan và Việt Nam được đánh giá là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Còn nhớ tại AF Cup 2020 diễn ra tại Singapore vào cuối năm 2011, trên con đường chinh phục ngôi vương, đội tuyển Thái Lan cũng đã đánh bại đội tuyển Việt Nam 2-0 tại bán kết. Ngay sau đó, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong năm 2022. Đội tuyển Việt Nam đã có màn thử lửa với các đội bóng hàng đầu châu Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và đã giành được những kết quả ấn tượng như là chiến thắng trước Trung Quốc 3-1, hòa Nhật Bản 1-1. Khi mà đối đầu với những đối thủ hạng trung ở châu Á, thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng tuyệt đối. Trước Ấn Độ 3-0, Afghanistan 2-0, Singapore 4-0, mới đây đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Borussia Dortmund. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo đang nắm trong tay một đội hình rất mạnh của bóng đá Việt Nam với ít nhất hai đội hình có chất lượng tương đương nhau, trong đó nhiều gương mặt nổi bật như là Tiến Linh, Quang Hải, Hùng Dũng, Hoàng Đức. Cùng với đó là cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam trong vòng bảng cũng sẽ là rất cao khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Thử thách về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam chỉ đến tại bán kết khi mà đối đầu với những đối thủ tiềm năng như là Thái Lan và Indo. Với những yếu tố đó, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tới với kỳ AF Cup năm nay với sự tự tin lớn sẽ giành được chức vô địch. Đối trọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam đó chính là đội tuyển Thái Lan, bởi họ đến giải đấu này với mục tiêu là bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời khẳng định vị thế số 1 trong khu vực sau khi bị đội tuyển Việt Nam vật mặt ở các giải đấu lớn như là Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Việc hoàn thành mục tiêu của đội tuyển Thái Lan trở nên khó khăn hơn khi tại giải đấu năm nay họ không có được đội hình mạnh nhất. Những ngôi sao đang chơi bóng ở Nhật Bản như là Chanathip, Suvachot thì không thể góp mặt. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ tài năng của Thái Lan thì cũng không thể tham dự do bất đồng về mục tiêu phát triển giữa các câu lạc bộ và Liên đoàn bóng Thái Lan. Mặc dù có nhiều sự phương án về nhân sự tốt hơn, nhưng mà các cầu thủ thì không thể xem nhẹ được sức mạnh của đoàn quân do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt. Đội hình của Thái Lan có tới 8 gương mặt kỳ cựu từng giành chức vô địch AF Cup 2022. Nổi bật nhất đó chính là Thaithon Bumathan, Dangda và Corazon. Tại trận giao hữu trước thềm AF Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã nghiền nát đội tuyển Myanmar 6-0 và đó là một tín hiệu mạnh mẽ mà đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng muốn gửi tới các đối thủ của chúng ta.